hỏi: Trong kinh nói, tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải. Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại, hòa nam thánh chúng. Vậy khi là một vị Pháp sư xuất gia, tất nhiên phải thống lý đại chúng và làm mọi việc đều phải phù hợp với đạo Phật mới phải. Nhưng là con người thì không thể mười phần vẹn toàn được, vì người rốt cuộc cũng vẫn là người. Nếu như tự bản thân các vị Pháp sư vẫn chưa hoàn toàn giữ được thanh quy giới luật, vậy loại thống lý đại chúng này không phải là sẽ dẫn dắt chúng sanh đến chỗ sai lầm hay sao? Đáp: Trên thế giới này hễ có tốt là có xấu, có người tu hành nhưng cũng có người không tu hành, có vị chân chánh hành trì theo Phật giáo nhưng cũng có người chỉ ý lại mà mặc áo nhà tu, ăn cơm nhà Phật, lấy danh nghĩa Phật giáo để tính chuyện làm ăn, lập xí nghiệp để chơi đùa. Đó tức là mắt cá trộn lẫn với ngọc châu. Vậy phải xem coi mỗi người có con mắt chọn pháp hay không. Người có trạch pháp nhãn sẽ biết nhận thức đâu là phải, cái gì là trái. Còn như không có mắt chọn pháp thì sẽ nhận giặc làm con, lấy khổ làm vui, đen trắng đều điên đảo.